Ngày 15 tháng 2, báo Sài Gòn Giải Phóng nhận được phản ánh của bạn đọc về các bãi giữ xe ô tô trong khu vực thành phố Hội An tự ý nâng phí giữ xe ô tô vượt cao quá 3 lần so với mức quy định, gây bức xúc. Theo đó, tối 14 tháng 2, tức mùng 5 Tết, anh HV, quê Đà Nẵng, cùng gia đình đi ô tô vào thành phố Hội An để ăn uống, tham quan. Do các bãi đổ xe đều khá đông đúc, khi đến đoạn đường Thái Phiên, anh HV tìm được một bãi giữ xe ô tô tại một khu đất trống nên lái xe vào. Khi vừa đến đầu bãi, một người phụ nữ đến thu tiền giữ xe. Theo đó, người phụ nữ nói tiền giữ xe là 100.000 đồng một lượt. Nhưng anh HV cùng gia đình không đồng ý, vì mỗi khi giá vé tại các bãi ở Hội An là 30.000 đồng. Người phụ nữ liền tỏ thái độ và liền hối thúc lái xe ra vì nhiều xe khác đang chờ phía sau. Quá bực bội nên anh HV lái xe về lại nhà, chứ không chấp nhận thỏa hiệp. Do có công việc thường xuyên đi ô tô vào Hội An nên anh HV biết giá niêm yết giữ xe ô tô. Việc giá giữ xe cao gấp 3 lần bình thường kèm thái độ như vậy là không chấp nhận được. Anh HV cho rằng lãnh đạo thành phố Hội An nên chỉ đạo các lực lượng thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh các tình trạng như trên để giữ hình ảnh Hội An trong mắt du khách. Một du khách khác cũng cho biết vào ngày 11 tháng 2, tức mùng 2 Tết, vào thành phố Hội An để du xuân. Khi gửi xe tại một bãi xe gần phố cổ, thì nhân viên giữ xe bảo phí là 50.000 đồng. Tuy biết mức giá niêm yết, nhưng du khách này cho rằng hoan hỷ đầu năm. Trao đổi với phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An cho biết, cũng nhận được phản ánh của du khách về vụ việc. Ngay trong ngày 15 tháng 2, lực lượng chức năng của thành phố đã đi kiểm tra theo phản ánh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An thông tin, với trường hợp du khách phản ánh là bãi tự phát của người dân tự tổ chức giữ xe ở vỉa hè, bãi đất trống. Sáng nay 16 tháng 2, địa phương đã cử người đến xử lý các trường hợp.